Pì Nọng, Sương Điếp, Xây Tăng Nước, tỉnh Lạng Sơn đã đắp triệt đẩy bình Khen Kha Pái, Tứ Pi Song Xiên. Hết đẩy bình này, la nhòn mì chương trình tiêm chủng, có phấn tàng làn và đắp triệt bình. Cả này, tỉnh Lạng Sơn đang khí lồng sim trực mắn, ký mòn đã hết đẩy, bao ngòi trướng đầy sức thành cả dân, nhất là đất cháy, xám cần hết chậu đến nước mưa lăng. Trang luật tàng làn ký thỉnh bình bét ngày bét khoái, bình bái khen kha là thỉnh bình chăn tài cần diếu. Thỉnh virus nỉ bét ngày vạ khoái lai. Thỉnh virus hét phát bình bái khen kha nỉ, vấn lai rú trang đậm vạ khỉ nèo, kinh chúng la phát bình. Sau hí nhất la bừa ngày virus phát bình giá, tròi đại bình, mí ngày thai, tọ cần bần bình ngày bái khen kha quá trời. Mòn sau hí thêm la, bình đầy phát bần dịch cải, lai cần bần hay cả đếch, mí đầy tiêm nhà tàng làn bình là bần bình ngày lai. Lâu đã hứ lan của lâu với tiêm nhà tàng làn bình phái mử kha đê đo. Mọi phai phương mì lịch tiêm, lâu sẽ hứ lan với tiêm, theo bao đây sức thành hứ lan. Dũ Lạng Sơn, kíp bi đã khóa, mà cả tâm tỷ quảng, sườn dân dũ lé, tàng với thèo khó, mì lai tỷ búng rung quê quẹn, tỏ bằng công thành tài khó của ngành y tế, trang tuyên truyền sáng cả, cần dân xảy đạn lồng tim thân việc, tiêm chủng. Ăn pi cầu tiếp hạ phân bác đếch lấy tử pi nâng đầy tiêm đo bét thỉnh nhà tàng làn bình, trang này mì nhà tàng làn bình bái khen kha. Vì vận thân này tỉnh Lạng Sơn đã đắp triệt đài thỉnh bình đẩy. Lâu xương thi hình lục vây tiêm nhà tàng làn bình tây đo. Xé đầy hơn thêm việc tàng làn bình bái khen kha, tỉnh Lạng Sơn đang khí khai ban tuyên bố nhà tàng làn bình bái khen kha ở đất sấy, linh tứ vằn so ết bươn sam vi song xiên xếp hốc, thân vằn nhì xếp bét bươn nhì vi song xiên xếp bét. Rốn cón tàng tỉnh mì quạng nhì xếp chất xiên tua đất đầy tiêm nhà tàng làn bình trang ban nảy. Này ký tỷ phương đang thiết tấn sành việc tuyên truyền sáng cả cần dân mửa ban tiêm nhà bố đẩy. Việc tiêm nhà tàng làn bình tái khen kha phải nâng thêm, có phấn ba hữu đếch ráy, tàng làn đầy bình, xe đếch sành cải đây. Để duy trì thì chúng tôi có những cái đợt... Thè ba đây ký mòn lầu đã hết đẩy, bong lầu khai ký ban hữu kinh nhà tàng làn bình, phái mử kha, hữu đếch ráy tờ hạ phi. Trang quý trong pi rong xiên nhì tiếp ớt, bông lầu sẽ khai ban tiêm nhà, tàng hàn bình bái mử kha, hử trách thánh, linh tứ vàn so ớt bươn tham, pi rong xiên tiếp hốc, thân vàn nhì tiếp bét bươn nhì, pi rong xiên tiếp bét. Tổ chức Y tế Thế giới lắng cả, việc tiêm nhà tàng làn bình bái khen kha là chăn tải cần diếu, bao khe tàng tỳ già, đắp triệt đầy thình bình nảy. Vì bận, mọi cần leo ao lục lan vây tiêm nhà tàng làn bình đầy đén, mí le bình bái khen kha, phát to tèo.